kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Việt Nam và giải trí là một bản tin cho hay một phụ nữ Úc quyên góp giúp gia đình Việt bị trục xuất. Bà Sira Sabin, một nhà hảo tâm người Úc đang gây quỹ để hỗ trợ cho gia đình của một thuyền nhân Việt Nam bị Úc trục xuất có hoàn cảnh khó khăn tại Bình Thuận. Sau khi bị trục xuất về Việt Nam năm 2015, ông Nguyễn Mạnh Quyết chịu án phạt 2 năm tù giam về tội tổ chức vượt biên trái phép. Nhưng khi mãn hạn tù, ông mất sức lao động do thời gian bị giam giữ, ông bỗng trở thành người tàn phế, bị bại liệt cả hai chân. Ông có hai con tuổi đi học và vợ ông hiện phải làm thuê làm mướn đủ nghề để chạy ăn hàng bữa cho gia đình. Em Nguyễn Lãnh Mạnh Quyến, 16 tuổi, con trai lớn của ông Quyết, buộc phải nghỉ học để đi làm công cho một quán cà phê ở huyện La Gi để giúp gia đình mưu sinh. Quyến đã trở thành lao động chính nuôi gia đình từ hơn năm nay bằng cách đi phụ bán cà phê, kiếm một ngày 70.000 đồng và em trai nhỏ 14 tuổi đã nghỉ học để đi bán vé số. Mẹ em bà Trần Thu Thanh đi phụ rửa chén trong các quán ăn, vừa nuôi chồng bệnh, vừa nuôi cha già yếu. Trước đó, bà Thanh cho biết, trong 2 năm chồng đi tù, gia đình phải bán đất đai, nhà cửa và vay mượn để gửi tiền cho chồng và chuộc chồng về. Cho đến nay đã có 64 người ủng hộ gia đình em Quyến với số tiền gần 6.000 Mỹ Kim trên trang Jeffer. Trong khi đó, thì 1.000 người dân di tản để tránh lũ tại Thanh Hóa. Thưa quý vị, chính quyền thành phố Thanh Hóa đã phải tiến hành di dời hơn 1.700 người dân do ngập lụt tính đến sáng ngày 18 tháng 8. Hầu hết trên các địa bàn của tỉnh Thanh Hóa đều có tình trạng ngập lụt và các địa phương đã chủ động sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm. Lụt lội xảy ra ở Thanh Hóa là do mưa lớn. Vào đêm ngày 17 tháng 8, mực nước sông Mã lên nhanh, trong khi đó mực nước ở các sông khác trong tỉnh như sông Bưởi, sông Lèn cũng đang lên mức báo động khẩn cấp. Mưa vẫn tiếp tục kéo dài sang đến ngày 18 tháng 8. Tại Thanh Hóa gây sạt lở, ách tắc giao thông. Tình trạng mưa lớn và kéo dài được cho là do ảnh hưởng của cơn bão Babinka, hay còn gọi là bão số 4. Theo thống kê của cơ quan chức năng Việt Nam, từ đầu năm tới nay đã có gần 200 người bị thiệt mạng và mất tích cũng như là bị thương do mưa, lụt lội, lũ quét và đất chùi. Kính thưa quý vị, tin Việt Nam tiếp theo cho hay hàng chục công nhân ở Hà Nam bị ngộ độc thực phẩm. Sau khi dùng bữa tối tại nhà ăn của công ty, hàng chục công nhân có dấu hiệu đau bụng, đau đầu, chóng mặt, nôn ói phải nhập viện cấp cứu. Sáng ngày 17 tháng 8 năm 2018, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận và điều trị cho 29 công nhân của công ty KMW tại khu công nghiệp Đồng Văn Nhất, huyện Duy Tiên do bị ngộ độc thực phẩm. Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 25 ca với các triệu chứng giống nhau. 2 giờ sau, bệnh viện tiếp nhận thêm 4 người có cùng triệu chứng. Bác sĩ trưởng khoa lâm sàng các bệnh viện nhiệt đới cho biết, sau khi các bệnh nhân chuyển về khoa, được truyền dịch, uống thuốc chống nôn ói và được thực hiện các xét nghiệm máu cơ bản để đánh giá tình trạng nhiễm trùng. Một số trường hợp nghiêm trọng được cách ly, chăm sóc và theo dõi riêng. Sau hơn 1 giờ đồng hồ điều trị, một số bệnh nhân dần ổn định, triệu chứng thuyên giảm. Thưa quý vị, bản tin Việt Nam tiếp theo liên quan đến ông Đinh La Thăng bị xác minh hai căn nhà. Vào ngày 17 tháng 8, thì Cục Thi hành án Dân sự Cộng sản Việt Nam tại thành phố Hà Nội cho biết hiện đang tiến hành xác minh hai căn nhà của bị án Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ở Mỹ Đình, Hà Nội để bảo đảm việc thực hiện nộp án phí. Tin này được Thông tấn xã Việt Nam phát đi và cho biết lý do ông Đinh La Thăng, người đang thọ hai bản án tổng cộng 30 năm tù, đang nợ án phí 1 tỷ đồng, có nghĩa là tương đương với hơn 42.000 Mỹ Kim. Ngoài án phí, ông Đinh La Thăng cũng đang nợ khoản bồi thường hơn 600 tỷ đồng, tương đương đến 25 triệu Mỹ Kim, cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, theo phán quyết của hai phiên tòa diễn ra hồi đầu năm nay. Truyền thông trong nước ghi nhận, tại cả hai phiên tòa, cựu Bí thư Cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn đều than nghèo khổ. Tài sản chỉ có duy nhất một căn nhà cũ tại khu đô thị Đinh Sông ở Mễ Trì. Trong một diễn biến khác, báo Vietnamnet cho hay ông Hà Văn Thắm, cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Ocean Bank đang thọ án chung thân, vừa bị Cục Thi hành án Dân sự thành phố Hà Nội cưỡng chế kê biên hơn 70 triệu cổ phiếu. Kính thưa quý vị, rapper Young Thug bị bắt tại Hollywood. Nam ca sĩ nhạc rap Young Thug, người có tên thật là Jennifer Lamar Gulliam, hiện đang phải đối mặt với nhiều rắc rối liên quan đến pháp lý sau khi bị bắt vì tội tàn trữ vũ khí vào tối thứ Sáu ngày 17 tháng 8. Cảnh sát đã phát giác ra một khẩu súng trong xe hơi của Quillam
Vụ bố ráp diễn ra sau khi rapper Young Thug đang trong nhà hàng mừng sinh nhật 27 tuổi, cũng như chúc mừng việc phát hành album mới. Ngoài ra còn có 4 người khác bị bắt giam. Rapper Young Thug đã được tại ngoại hầu tra sau khi giao nộp 35.000 Mỹ Kim tiền bảo lãnh. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho hay tang lễ của Aretha Franklin sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 8. Tang lễ của nữ danh ca quá cố Aretha Franklin đã được ấn định diễn ra vào ngày 31 tháng 8 tại thành phố Detroit thuộc tiểu bang Michigan. Nữ hoàng của dòng nhạc soul Aretha Franklin đã nhắm mắt lìa đời vào ngày thứ Năm 16 tháng 8 sau cuộc chiến đấu với bệnh ung thư tuyến tụy. Linh cữu của bà sẽ nằm an nghỉ tại Viện Bảo tàng Sử học Người Da Màu Charles Wright Museum tại Detroit từ ngày 28 cho đến 29 tháng 8 để công chúng đến thăm viếng. Lễ tang sau đó sẽ được diễn ra vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Sáu nhằm ngày 31 tháng 8 trong đền Greater Grace Temple với khách mời là bạn bè thân thiết. Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin News at Night của ngày hôm nay cùng với Duy Khang và Gia Ân. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại những bản tin kế tiếp. Xin kính chào.